Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark Channel và mình là Thảo Diên. Trong tuần vừa qua, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 thì đã có khá nhiều sự kiện công nghệ đáng chú ý diễn ra. Trong đó nổi bật nhất chính là màn ra mắt quá thiếu ấn tượng của hệ điều hành iOS 11 với nhiều lỗi khó chịu, đặc biệt là vấn đề pin kém. Thông tin về việc những chiếc iPhone 8 đầu tiên đang bị báo có lỗi gây nổ pin hay là tình trạng iPhone lock bị Apple vô hiệu hóa SIM ghép đang là những chủ đề nóng trong tuần. Nếu như năm ngoái Samsung Note 7 đã trở thành tâm điểm chỉ trích do lỗi bị nổ pin thì đến năm nay vận đen đó đang lây sang Apple khi ngày càng nhiều người dùng iPhone 8 Plus gặp phải hiện tượng bị hỏng pin. Về cơ bản, đây chưa phải là vấn đề phổ biến rộng rãi nhưng một số ít người dùng iPhone 8 Plus đã gặp hiện tượng pin phồng đến mức màn hình bị bung ra khỏi thân máy. Những trường hợp đầu tiên gặp tình trạng này xuất hiện từ 2 tuần trước, với hai nạn nhân đầu tiên được xác định là ở châu Á. Theo các bản báo cáo mới nhất thì đã có thêm các trường hợp iPhone 8 Plus ở Canada và Hy Lạp cũng gặp sự cố pin tương tự. Tổng cộng theo ghi nhận mới nhất thì đã có ít nhất 5 trường hợp iPhone 8 Plus gặp vấn đề pin phồng. Được biết, hầu như tất cả các trường hợp trên đều đang sử dụng sạc chính hãng Apple cung cấp, tức là có thể loại trừ trường hợp hỏng hóc do phụ kiện của bên thứ ba. Apple cho biết đang điều tra về những mẫu iPhone 8 Plus bị phồng pin, song chưa công bố nguyên nhân. Theo khảo sát của công ty quản lý dữ liệu Wadera về thời gian sử dụng pin đối với các thiết bị chạy iOS, bao gồm như là iPhone và iPad, thì cho thấy khả năng quản lý pin của iOS 11 kém hơn nhiều so với iOS 10. Cụ thể, công ty đã chọn ra 50.000 người dùng thường xuyên sử dụng iPhone, iPad ở tần số khác nhau, từ nhu cầu thấp, vừa phải đến dùng nhiều. Họ sẽ sử dụng thiết bị chạy iOS 10 và iOS 11 trong 3 ngày, pin 100% và dùng cho đến khi cạn pin là 0%. Kết quả trung bình các thiết bị chạy iOS 11 cạn pin chỉ sau 96 phút, nhưng các thiết bị chạy iOS 10 duy trì thời gian lên tới gấp đôi là 240 phút. Dù thời gian duy trì pin ở trên iPhone, iPad chạy iOS 11 có mức chênh lệch nhất định, nhưng các chuyên gia của Wandera cho rằng khả năng quản lý pin trên iOS 11 đang có vấn đề. Về phía Apple thì trong phiên bản mới nhất iOS 11.0.2, công ty cho biết đã giải quyết được một số lỗi do đang tồn đọng nói trên. Trong đó thì có nhiều lỗi âm bên cạnh đó để giải thích cho số lượng người dùng iPhone cập nhật iOS 11 quá thấp hiện nay. Các chuyên gia cho rằng người dùng có thể muốn đợi iOS 11 ổn định cũng như chờ một số tính năng mới như Apple Playcast, tính năng cho phép gửi và thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc tín dụng. Như đã biết thì mới đây nhiều người dùng iPhone lock phản ánh về tình trạng không thể kích hoạt được máy sau khi gắn SIM ghép hoặc khởi động, restore lại thiết bị. Một số ý kiến cho rằng đây là động thái cập nhật máy của Apple trong việc ngăn chặn sử dụng iPhone lock giá rẻ tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên thì những đặc điểm cơ bản của iPhone lock như lỗi đầu số cộng 84, lỗi trừ tiền trên iMessage, FaceTime, v.v. sẽ quay trở lại. Đây là điểm khó chịu buộc phải chấp nhận để sử dụng chiếc iPhone lock, đợi có phiên bản SIM ghép tiếp theo khắc phục hoàn toàn những lỗi đó. Nhưng mà nhiều khả năng thì điều này sẽ sớm được khắc phục bởi một trong những thông báo mới nhất từ Mac Mobile, vốn là chuỗi cửa hàng lớn chuyên cung cấp iPhone lock, khẳng định rằng SIM ghép 4G tại đây hoàn toàn sống sót được qua cơn bão của Apple. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian ngắn sắp tới thì đại diện Mac Mobile cho biết sẽ cho ra mắt thêm loại SIM ghép version 2 giúp trị được hoàn toàn vấn đề gây nhức nhối hiện nay trên các mẫu iPhone lock. Và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Mac Daily ngày 8 tháng 10 của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!